Đấy, em đã nói với chị là sau 9 giờ tối người lạ không được vào tòa nhà của bên em. Tại sao chị không phải là khách ở đây mà chị lại cho người lạ đến đây? Trời ơi, chị là người ở đây, đồ đạc của chị ở đây. Nói chung là chú gọi công an phường đến, mời công an phường đến đến để những cái người này không phải là khách ở bên đây. Thôi, thả ra. Em thả ra. Chị nhìn xem anh có lịch sự hay không đối với con nữ. Máy của người ta mà. Nhưng sao mà em đi làm gì vậy? Còn đây với tư cách là máy của người ta mà sao em lại cầm cái gì vậy? Nhưng mà đây không phải là nhà của anh ấy, tự nhiên anh ấy xông vào một cách bất hợp pháp. Bạn của mình bữa giờ bạn mình vào em đây và chủ nhà của em nói cho bạn vào nhà bình thường. Đây là bên tao của em đang kinh doanh. Nếu như bạn của chị đến chủ nhà đồng ý thì mới được vào, chứ không phải là thích đến là đến, thích đi ở đây không phải cái trọ đâu. Chủ nhà thường thường là chủ nhà không ở đây và mình là người thuê căn hộ này, mình có chìa khóa ở đây, mình ở đây 2 tháng rồi, 3 tháng rồi và trả tiền 6 tháng rồi. Come in Jonathan, come in to the room. Chú ơi, anh đi ra dùng cũ được chú, lâu anh không ngoài mà chồng nó không. Chú, đóng cái máy quay. Bỏ cái máy của người ta ra. Bỏ cái máy của người ta ra đi. Sao chị lại làm như thế nhỉ? Em là khách ở đây mà sao chị lại làm như thế? Em sẽ có người đến làm việc với các chú, đứng vào đây cho chặn người cho cháu. Sẽ có người đến làm việc. Tên đi. Không, công an phải đến đây. Sẽ có người đến làm việc không ngại. Và từ lúc nãy là mình chưa bước vào nhà, yên tâm một điều. Thậm chí nếu mà công an đến đây phải có giấy khám nhà mới đến được. Đây không phải đến giấy khám nhà mà đến để mời những người không phải là khách ở đây đến đi. Bây giờ anh ấy còn đánh cả cháu anh ấy, đưa người lạ vào các thứ, anh ấy còn uy hiếp cháu anh dùng vũ lực ấy, anh chỉ giằng tay cháu ra rất là mặt. Bây giờ rõ ràng mình là chủ nhà, cháu vẫn đang ở cửa đấy ạ. Và chúng mời hết những cái người không phải là khách của mình đi ra ngoài đi, những người mà ở đây không được phép. Em đi ra ngoài đi, tất cả bây giờ mọi người mình ơi, mình phải lấy cái đồ đạc của mình đi chứ. Ờ. Ờ, đây come and report it. Em ơi. Yes. Anh Tú. Yes. Đàn ông con trai gì mà phụ nữ đang nói chuyện rất là tử tế thì lại đi đẩy với người ta, với lại ấy xước đỏ hết cả tay của người ta. Hai chú ra đứng ở cửa này đàng hoàng cho cháu, nếu để còn mời người ta ra ngoài các chú sao lại đứng như thế? Mình là chủ nhà cơ mà. Chắc vì hai chú biết là việc mà em đang làm là không đàng hoàng.
thì hai chú không có làm nhiệt tình. Hai chú biết là không thi nhưng mà phải theo pháp luật chú ạ. Phải theo pháp luật. Và cháu thì muốn xem cái pháp luật mà cái cơ sở pháp luật, cơ sở pháp lý là đâu. Mình không phải nói chuyện nhiều với người ta. Mình mời người ta ra rất lịch sự. Người ta không ra thì mình gọi chính quyền đấy để đưa người ta ra. Thế thôi. Ok. Nhất trí. Cái đi. Em cởi tú chưa? Tuấn hay là Tuấn là lại gọi lại đi, gọi lại cho Tuấn. Anh Minh là người đã cho chị đứng tên thuê nhà này cho chị ở. Còn cái hai ông bà chủ nhà thì chị với anh Minh á. Không, chị với anh Minh là bạn bè mà. Được, anh Minh đang tới. Nhưng mà cái con chủ nhà này nó cứ kêu nó là chủ nhà và nó có quyền đuổi chị ra khỏi nhà. Em, để em, người thảo muốn giúp thì gọi đây ra đây đi. Ở đây là số nhà 21 B,
Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nếu có luật sư nào mà muốn đến đây giúp Khôi thì xin mời đến đây, hoặc là đến đây hỗ trợ tinh thần thì xin mời đến đây chơi. Anh ơi, anh đang trên đường tới chưa anh? Dạ dạ dạ, anh tới nhé. Dạ, cũng hơi căng thẳng á, tại vì theo pháp luật á thì anh là người ký cái hợp đồng thuê nhà này thì chỉ có anh mới được quyền đuổi em ra thôi, chứ còn không có ai được quyền đuổi em ra khỏi nhà hết. Giờ này chưa phải là qua đêm, anh cứ đến đây tại vì hợp đồng tên anh mà. Dạ. Ok anh. See what's going on in Vietnam. Now you can understand, right? Mở thêm đèn đi. No, it's all right. Don't go anywhere, guys. Come up, maybe. Yeah, I'll just come up. Yeah. No, please. But how do I know you're the landlord? I don't see you as an assistant. Just show me your business card and then I know you are.
I'm only asking for business cards. I just want to go and visit my friends. Nhưng mà anh ấy nói vô lý lắm. Nếu như đồ của đấy thì người ở trên tầng 2 sẽ bỏ hết đồ ra. Bởi vì anh ấy trên giang nhà của người ta đây. Giấy tờ của nhà cao phát đây mà anh đứng ngoài cửa thoải mái. Ngay đây, ngay đây. Ơi, chờ em ở nhà. Chị nhà đến chị ra. Chị phải lấy đồ chị đi hết. Chị lấy ngay cái phòng. Thưa em con, nhưng mà đi sáng mai đó. Dạ, hôm bữa con đứng ngồi đây ký hợp đồng với lại hai bác. Dạ, không, nhưng mà như này, cô không ký hợp đồng với cháu, tên không phải là tên cháu. Còn nếu là tên, nếu bây giờ cháu ở đây thì cháu xuất trình cho chứng tư, đưa chứng thư để đi ra phường đăng ký khai giáo tạm trú. Dạ, dạ được, dạ được. Đi có những ai ở đây cả cô đây thì là một anh và một ai cả hai người, cả hai người cùng đi lên phường ra phường với cô một chút. Bởi vì là mấy một tuần lễ nay là ở cái khu vực an ninh này nó rất là mất chỗ, rất nhiều. Thế cho nên những người lạ đến là người ta yêu cầu hàng ngày công an khu vực đấy đã đề nghị là người có người lạ đến là phải khai báo tạm trú. Ở đây thường xuyên, nếu chơi thường xuyên là cháu phải đi đăng ký Con đang chờ anh Minh đó, tại vì anh Minh là người là đứng ra ký cái hợp đồng hôm đó có con với anh Minh. Đúng rồi. Anh Minh đang tới thì anh Minh sẽ
sẽ dẫn tất cả mọi người đi đăng ký tạm trú thôi. Đăng ký tạm trú thôi chứ không có gì. Bởi vì đấy, chính những cái đấy thì bây giờ mình ra phường mình làm việc trước đi. Dạ. Ra đăng ký tạm trú cho mang chứng minh thư. Mà dạ. Nhưng mà các anh này thì mang passport. Dạ, dạ, dạ. Đi ra để xong mình ấy cửa nào mình đi ra đi xuống không. Đến lúc rồi thì vợ công an nó đến rồi nó vách việc ra. Bởi vì nó thường xuyên nhắc nhở mình là sao đâu. Bây giờ cô ở đây thường xuyên là cô phải đi đăng ký tạm trú. Đấy, cô không tạm trú cô phải đi ra chỗ khác nha. Không, tại vì luật mới á, bây giờ là đã xóa bỏ đăng ký tạm vắng không, tạm trú. Chưa rồi. Ai xóa bỏ cả. Chưa ai xóa bỏ cả. Luật mới ban hành. Không, chưa có luật mới. Nghị quyết 1112. Không có cái luật nào cả. Không, cô phải đi đăng ký tạm trú, còn nếu không cô sẽ làm. Không, thì bây giờ mà mọi người chưa chấp hành thôi thì mình vẫn phải đi đăng ký tạm trú. Chưa chấp hành được, 3 năm nữa mới chấp hành được. Bây giờ làm sao nói cái được vứt cái này. Rồi, thì đi, để con lấy đồ đã, lấy giấy tờ. Bên ơi, passport của bên để đâu? Không nhớ. Không nhớ hả? Cầm passport đi đăng ký tạm trú đi. Để đấy xuống máy không đi. Không, có thể. Tạm trú cho nó hơi tắt rồi. Thực ra là gọi lại sài quán đi. Chí là đi mai nào ấy quyết lên. Chị muốn chị tốt hả? Chị tốt. Không, bây giờ nhà chủ nhà nói vậy là đúng rồi. Cô chủ nhà nói vậy là đúng rồi. Bây giờ mình cứ theo cô ấy đi ra lấy tạm vắng tạm trú ở công an phường thôi. Cái cô chủ nhà vừa mới tới. Chưa bao giờ. Đúng rồi. Đó là hai mình đó nè. Hai người đều là ăn bên ngoài. Đem giấy tờ của chị với lại passport của Ben đi đăng ký thôi. À, anh mình đến rồi. Thank you.
Because the police will force to take all of the thing. But very be careful. Yeah. Backup on drive internet. Rồi, bạn gì đấy rồi. Anh Minh đến rồi hả? Đi theo cô chủ nhà, thật ra thì bên chủ nhà có trách nhiệm là đăng ký tạm vắng tạm trú cho mình, nhưng mà từ bữa giờ chưa có đăng ký thì đây là tất cả những gì mà bây giờ đăng ký tạm trú tạm vắng tên anh hay tên em? Anh đăng ký cho em, anh là người thuê nhà này cho em, thì em chỉ cần đưa cho anh giấy tờ của em và của Ben đăng ký ở trên công an phường thôi. Bây giờ làm sao? Ngày mai chứ? Không, bây giờ công an phường mà làm về hộ khẩu và kiểm tra, họ làm ban đêm. Công an phường họ làm ban đêm mà. Không phải xa, mình chỉ cần đăng ký bình thường thôi. Bây giờ anh sang công an phường anh đăng ký gì? Dạ, thủ tục rất là bình thường. Bây giờ em sẽ lên đăng ký đặt phù đồng vắng cho hai bạn này. Mình ra đây đây đây. Không nói chuyện ở đây không gì phải ra đâu. Không, cứ nói ở đây thì nói đây mọi chuyện bình thường, minh bạch. Minh bạch. Nhưng bây giờ như này này, tức là trong trường hợp như này nhé, chú được ký vào bằng đồng cháu, đúng là ký vào bằng đồng cháu thì cháu có quyền ở thôi, còn những người khác đây đều là khách hết, là khách và người ta ở và người ta phải có quyền để phải đi ra ngoài đấy, bởi vì trong hợp đồng không có. Không thì theo luật thì khách thì cũng ở không ở qua đêm cũng được, nhưng mà ở khách anh có quyền mời đến chơi thôi, 12 giờ. Còn nếu đã đến chơi thì anh không có quyền ở nhiều ngày. Bởi vì anh có ký hợp đồng đâu mà mới ở nhiều ngày. Nó rất là rắc rối ở chỗ đấy. Hợp luật đâu? Không, theo luật luật thì đâu? Người thuê có quyền. Không, anh cứ tôi ký hợp đồng với mình mà tôi có ký hợp đồng. Nhưng mà pháp luật đâu? Cái pháp luật mà chú đang nói là ở đâu? Không, cho mình xem được không? Không. Tên là anh Minh. Thì anh Minh là hiện giờ là chủ nhà hợp lý của đúng căn rồi, hộ này là anh Minh, chỉ có anh Minh có quyền là ở lại. Là đuổi con hay là cho con ở không ạ? Không. Nhà là nhà của anh Minh khác và đây là nhà thuê, anh chỉ là thuê chứ đâu không phải thuê. nhà của anh chủ Minh. Nhà anh Minh thì lại khác thì anh có quyền được. Anh Minh đã ký hợp đồng thuê nhà, có nghĩa là anh Minh toàn quyền sử dụng căn hộ này, không có bán. Nhưng mà được chỉ quyền có mình cho mình được sử dụng. Không, anh Minh được quyền có bạn không ở. Không. Không có không chuyện, không. Bây giờ anh Minh ký hợp đồng, anh lại đưa 10 người đến đây ở. Không có cái đó. Điện nước cho tôi nữa không? Đồng mình có cái lưu trù đấy không nhỉ? Có chứ, đây. Có hết chứ, gọi anh không xem. Em ký hợp đồng thì em chỉ có là em... Có đồng có cái chuyện đấy không? Chứ còn bây giờ em lột cả 10 người đến đây rồi thì sao? Đúng rồi, cái lượt đâu? Có cái điều ok, cho mình xem lượt. Cho mình xem lượt. Đừng quay thế, quay để làm gì? We don't need to film anymore. Come over here, like, sit on the server. Đây tôi phải đại diện chính quyền đến đâu quay. Đúng rồi. Quan trọng là đại diện chính quyền đâu? Không dám ra đây hả? Không, để
Hả? Dạ bé không có cái tình cảm thấy vỡ cái mặt bàn của anh. Dạ. Vỡ mặt bàn. Đây là em chỉ có mình em thôi chứ em bảo con kín cả gia đình em ở đâu mà đúng nào? Ở đây là người cho thuê, ở đây anh không, cho thuê. Không, em thực ra là phải à mọi người ơi không. Bây giờ phải lập biên bản, muốn làm việc thì phải lập biên bản. Em không phải ở đây, em đi chỗ khác. Hai em là phải đi chỗ khác không? Dứt khoát như vậy tôi cho ở. Không sao nên chưa có cái chuyện đó được, tôi biết đóng với em đâu. Em đâu biết anh là ai. Lúc mà em dẫn anh đến thuê nhà này là anh với chị Khôi để thuê đúng không? Thì có kia vấn đề là bác chủ nhà bác ấy không đồng ý với chị Khôi ở đây. Thế là như nào? Thì anh ra anh khai báo là chú đâu ấy. Thì đây bây giờ anh kia là anh làm đây. Sau 11 giờ đêm thì mới phải khai báo tạm vắng tạm trú này nè. Sao mày một giờ đêm? Mọi người đến sớm về. Hơi bị sớm đấy. Tại vì lúc thuê nhà cháu cả cô đến thuê mà. Trăng nó mới về rồi. Chứ không phải là một mình cháu đến thuê đâu. Thật ra là bây giờ vậy, một là mình đi lên đăng ký thêm cái Thuấn nói gì vậy? Mà em cứ nói là việc đăng ký tạm trú thôi, mình cũng anh Minh là người sẽ đăng ký tạm trú. Ok, anh Minh đi đăng đăng. Ở đây không ở đông bác ơi. Không. Anh bác không có người đăng ký người ở. Đây là đây anh ấy chỉ đến chơi thôi, xong class anh về khách sạn của các anh ấy. Không có ở đâu. Không nói là như vậy chứ. Tất cả những người nào mà anh không có trong hợp đồng ký là thì tôi xin mời ra. Bởi vì ở đây Tây người ta ký một người cũng có thể đêm người ta bầu mình. Như ban ngày là phải đi. Đấy. Nhưng mà kiếm một người đến 5-7 người đến ở thì cũng chết. Thế tốt hơn hết là những người mà không có trong hợp đồng thì không nên ở đây. Đồng chí bên vui đấy. Ai nói vậy? Đau đầu quá đi. Bây giờ mình đi ra khỏi nhà cũng được. Theo. Mở cái gì? Không, anh Minh thì đăng ký cho viện thế thôi. Anh Minh đi đăng ký tạm trú cho em với Ben đi. Thế thôi, không có chuyện gì đâu. Đưa cho đi. Không, nhưng mà bây giờ cháu là chủ nhà đúng không? Thì ít nhất là cháu cũng phải để cho các bạn này ở đây chứ làm sao mà đi luôn được. Mà hợp đồng như thế này, mà hợp đồng như thế này bao nhiêu em? Em mới đóng tiền 3 tháng nữa đấy. Không, cởi luôn đi. Đồng ý, cô là chủ nhà. Nhưng mà cởi ta xuống. Cho cô các bạn này đi được. Không What do you mean? I don't know. I can't get inside the message. I can't use the internet to call the WhatsApp. Maybe they cut the internet already.
No, it's because your battery is really flat. Can't call. Yeah, see? Can't call. Get your charger. Where's your charger? Công an nói gì với cô chú là bắt cô chú phải đuổi con ra khỏi nhà đêm nay vậy? Không, không ai nói. Bây giờ là hai cô chú phải khai không, minh bạch. Không, tại sao mà tôi này đến đây? Không, tại sao? Về giấu giếm cả, bởi vì bản thân tôi chỉ ký hợp đồng anh Minh thôi. Tại sao hai cô chú? Nhiều người là không được, về nguyên tắc ở trên này thì thế thôi. Tại sao hai cô chú không gửi điện thứ? Về sáng tay như vậy thôi. Không. Tại sao hai cô chú không gửi hẹn trước? Nhưng mà người thuê nhà thì cũng có quyền có bạn đến chơi. Đến chơi nhưng anh không được ở lại. Đấy là điều về nguyên tắc. Dạ thì đúng rồi, tụi con đâu ở lại. Tôi nói Tây Tàu thế tôi gần sáng okay. Đi ra không mà. Không, cho con hỏi là... Chứ không phải là... Cho con hỏi mà là... Chưa chơi xong. Chưa chơi xong. Công an nói gì với cô chú nói để... Chuyện em mà... không phải là người liên quan ở đây cả. Em không liên quan gì đây cả. Em không biết chú là ai. Ở đây là em đến là xin lỗi. Thì bây giờ nếu mà theo đúng luật đó, thì chỉ cần anh Minh đi đăng ký tạm trú cho con với Ben ở đây. Không ạ, Ben không có ở đây. Tôi không đồng ý chở. Anh Minh là người thân. Anh Minh cũng thế thôi. Anh Minh không phải là quyền anh thuê tất cả, anh chỉ ký hợp đồng với anh thôi. Còn nếu bảo là tôi ký hợp đồng mà tôi nhiều người đến ở thì lại là khác. Minh Nhân gặp Tuyết này, Tuyết là đứng nhất ký cùng với Minh. Thật ra là theo đúng luật pháp thì người thuê nhà cũng có quyền của người thuê nhà chứ không phải là chủ nhà. Không phải chủ nhà tự nhiên đem được và đuổi người thuê nhà đi. Đúng rồi. Tất cả trong hợp đồng đấy. Tất cả trong hợp đồng đấy. Rồi anh phải đăng ký bao nhiêu người ở chứ không phải là nó đến 100 người ở sao được. Đây nè, trong hợp đồng đây. Nên hợp đồng là hoàn toàn là không có dạng giới hạn người nào bao nhiêu người ở trong nhà này. Bao nhiêu người và hợp đồng cũng không cho phép là bao nhiêu người ở. Trong hợp đồng không có cho phép là ví dụ như ở dưới 10 người hay trên 10 người hay bao nhiêu rồi. Bên thuê không được phép nuôi chó mèo. Chó mèo. Có một con mèo ở đây. Mèo khôi. Nhưng mà lúc mà anh đến thuê là anh cả chị Khôi thuê là nhà mà em biết mà. Chú ơi, bọn mình không đi đâu cả nhé. Không đi đâu. Chú hiểu chưa? Mình không đi đâu. Mình không có đi đâu. Không, phải đi. Không, mình không đi đâu. Mình gặp lại. Tôi không đồng ý cho ở đây mà. Chủ nhà chào kệ, chào kệ. Chào không quan tâm. Nếu không tôi phá bỏ hợp đồng với anh Minh. Ok. Muốn làm gì thì làm. Chúng tôi không đi đâu. Mình gặp lại. Chứ bây giờ anh Minh một mình anh Minh ký hợp đồng đến ba người để ở là sao? Rất là khó ấy mà. Thì xong rồi. Anh vôm rồi. Nó còn liên quan đến nhiều thứ chứ điện nước. Làm ở nhà là được. Điện nước hả? Liên quan đến chỗ nào? Thank you.
rồi từ ngồi cái em làm tròn cái trách nhiệm của em như thế, anh em nói thế anh biết thế nhá, còn anh ở đây anh sẽ giải quyết sau.